Có món mua chợ Việt Nam. Lần đầu tiên cạo cái này, khách cái này chứ. Mua Việt Nam đem qua. Lần đầu tiên nó lì nấu mì Quảng. Chiếu này. Mình có cần lấy cái này ra thêm nữa không? Hay là đã xin nó? You know when, mình có biết làm sao nó when mình stop nó không? Ở đó con chưa làm cái này vào bao giờ. Con coi trong YouTube đó, người ta nói là có cái này còn có hình như có cái trái này nên con đi mua trái này đó. Con muốn lấy một cái nữa không? I don't know. Thôi mình không còn gì hết. Vậy đó hả? Hình như mình ăn cái màu giả bộ trong thôi mà phải không? I think peel cái nữa đi cô ơi. Yes, you should peel one more time. Oh, nó có baby nữa nè. Mà đó thì con cut cái này qua bao giờ chưa? Con chưa bao giờ cut qua bao giờ mà con? Chưa có. First time chưa? Uh-huh. Oh my god. Con nghĩ này mình xài được nhưng mà thôi. Oh no. Mình có 4 đứa. Như đây thì như hồi nãy có mua ốc này, ốc trên tiếng gì cô? Ốc chấm chấm. Ốc hương. Ốc hương hả? Phải không? Giống như ốc hương. Giống như ốc hương, mà không biết ốc gì á. Bột xả. Ốc hương lớn. Hôm nay nấu nấu mì Quảng, tập nấu mì Quảng. Con để con làm thử giống cô coi, cái camera cho con. I want đông nên quay ra mặt cô. Phải có đồ ăn thôi. I want to do it. Oh my god. Cái gì đủ chưa ta? Mình ăn giả bộ thôi. Mình đừng ăn phải, mình ăn. Oh, you have to cut in the front. Phải không? Chứ nào đúng? You go backward, right? Yeah, something. Bữa mình ăn ăn cái đỏ đó không? Cô? I think I do better than you. Có làm đẹp không cô? Cô đi bác work. No wonder. Yeah. Mình cần lấy cái này nữa được không? Mình ăn giả bộ thôi mà. Cho nó có đẹp hơn xinh mình không ra. Đúng không? Yeah, you go bác work. Đẹp rồi. Đúng không cô? Đúng là đưa cho đi đi là xong. Đúng không cô? Uh-huh. Ôi, stop. Uh-huh. Dạ, cô cháu nào bào cái bắp cải. Cái này bắp cải hả cô? Cái chuối này cái bằng gì? Bắp chuối. Uh-huh. Ốc thì mình bỏ ớt vô rửa cho nó sạch. Cô mở đèn lên nhé. Vậy hả? Yes, yes. Mở đèn. Tốt lần kia. Mở đèn. Sorry. Bây giờ hai cô cháu chuẩn bị nấu mì Quảng. Cô đang sắc hành. Mới ra sau gì vườn nhà cô hái nè, xã nhà cô chồng nè. Nè đi chợ mua bịch này. Salad. À bây giờ luộc ốc nha. Nô mình phải làm fish sauce, làm nước chấm đó chứ hả cô hả? Chấm nước mắm chua. Mắm chua ăn với gợt, ăn với ốc. Cô cửa lời đang làm nước mắm ăn với ốc giống ốc hương. She make the best. Không mà cô làm nước mắm mà rất là ngon, quý còn khen nữa đó. Còn dạ thôi hai cô cháu mình vô một cái trước khi happy Easter weekend. Happy Easter weekend, wish everybody healthy. Cô làm cái nước mắm đặc biệt của cô đi. Nhà cô mình có cái này nha. Thay gì mình đỏ hơn mà cô mình không biết tại sao cô mình có cái này nữa. Thay gì thì mới vô cái tủ dĩa, dao, tô, chén lột ra đây. Cái này để ăn ốc. Cô mình làm nước mắm mà nói rồi. Delicious. I like it, mate. Nước mắm này là ăn ốc đó nha cả nhà.
Bỏ ít ớt tại vì vui nha, không ăn cay. Anh làm cho thử nước mắm. Bữa em với cô làm nước mắm cũng lâu lắm. Cô làm nước mắm. She make the best. À, em làm hình như kiểu Mỹ đúng không? Đó là ơi, something like that. I know, I'm sorry. Em làm nấu rồi đồ không có ra cái như kho cá đó. Hay là kho thịt hộp vịt, vậy nào coi cho em thử. Hộp vịt với thịt đó. Em không khác, làm nó ra theo kiểu Vietnamese flavor rồi. Nó biết đâu có động tới. Các hàng chúng ta muốn mày bỏ thì có thể đem cho để trong chậu đó không được quyền động nữa. Lít ăn chip với ice cream mình là snack. Nó biết, biết kệ đó chứ. Mình trồng chơi thôi, nó đâu có làm gì đâu. Nó đâu biết mình chơi nhưng mà không biết chơi, nó biết trong đúng rồi, này ốc. Về ốc là ốc gì đây? À, hương, ốc hương. Ốc hương hương nhưng mà ốc này nó kêu là snail. Tên mình còn không biết. Không phải, thì giống ốc hương chứ không phải. Giống ốc hương mà không phải. Ok, múc ra đi. Ốc gì vậy là ốc? Mấy cái đâm đâm nãy thôi. Cũng là ốc, cũng là loại ốc không? Cái đâm nãy đây. Cũng là cái pick, mấy cái này cái pick. Cô lấy napkin cho con. Chia napkin. Nước mắm thần thánh của cô mình đây, cả nhà ơi. Hàng ngon. Lâm nói hàng ngon. Còn con cái của vui nhờ. Lily tìm đâu ra mấy cái này hả? Chúng tổ anh hố hẹn định lắm. I'm gonna ask him anyway. Ngon quá, cái này là chứ người em bé nó ăn snack ăn thường thấy đồ chip hay là ice cream mà người lớn mà snack ăn ốc hả? Nhiều mấy cái snack. Dạ. Yeah. Là gì? Snack này là tăng hai. Này như là cái này. Tăng hai là tiếng Việt mình kêu lai rai đó, nhưng mà tiếng Anh dịch rất là khó dịch. Tăng tiếng Anh chữ lai rai chứ không có. Cái này phải con. You like it, you eat it. Còn tiếng Anh có những cái chữ mình dịch tiếng Việt dịch cũng không được nữa, trong từ điển cô không có luôn. Nhưng mà như các bạn cứ tiếp tục thì cái chữ mà tăng ba scandal đó chú, mà hồi xưa mà báo bên Việt Nam hồi nhỏ còn nhớ cái chữ mà scandal không có tiếng Việt, trong từ điển cô không có luôn, cái chữ scandal dịch ra không được. Dạ có, cái chữ scandal dịch có tiếng Việt là không có. Lâm Việt Nam mình lấy con ốc ăn thử đi. Hay giá rửa trong đây xong rồi để cô đang bỏ xuống rồi. Lâm bỏ rượu ngon quá, ốc ngon quá. Thank you cô chú. Lâm bỏ rượu xuống. Happy Easter weekend. Wish all the best. Good health. Good health. Good health. Yeah. May mắn được good health. Không cần đồ ăn nhiều sang trọng. Good company is the best. Cái quan trọng là company chứ không phải là bạn. Cô nói thiệt nhà cô mình không đẹp hay giỏi không? Có $1 million view right here. Thôi. Tôi nói thiệt cái chú. Nói quá rồi ha. Tôi bỏ xả. Đó, giỏi lắm. Đủ. Nhà người ta bự mà chưa chắc người ta vui như nhà mình. Nhà mình giỏ, nhỏ mà vui được rồi. Nếu mình lỡ chúng số cũng nên ở nhà này. Con biết tại sao. Why not? Sao tôm này nấu nhiều lắm nha cả nhà. Thật ra cũng không thai. Thật ra. Bây giờ đang làm xào tôm. Cô bỏ vô. Đây là của nhà chồng, nhà của người quen chồng. Tôm này phẩm nhà của người quen nhưng mà quen người ta chứ không phải quen nhà mình.
nhà người ta nhưng mà đi ra cho phải trả tiền đó. Mùi thơm quá rồi. Rồi cho cô cơm vô. Cơm tôm có tiêu. Chút xíu đường muối tôi bỏ vô rồi. Chưa nói món này mà vô dưới khi tao cũng mới thực phẩm. Này giống xà tỏi. Giống xà tỏi. Tại vì tại con no tại vì người ta nghĩ tưởng là có nhưng mà nó thật sự làm được chứ được cái thứ này hết nó có hoài với mình tỷ mình bỏ thì ta bỏ thấy cái mùa chơi cái nào đẹp lắm cơ ha. Cái chân biết được tiền. Chưa được tiền sao rồi lần đầu tiên hai cô cháu nhắm mì quảng đó gì cho nhắm mì quảng ra chưa chưa con không rành có thăm chưa ăn hai lần chưa là ăn nha ra nướng ngoài trời nóng quá trời ông bị hết rồi nướng trong nhà nó hơi ngại thôi nè biết được thơm quá thơm quá cái mùi bắt lên rồi dạ cái mùi đang lên thơm quá ở trong những tỏi và cà ri bắt lên cái mùi hay á mặc dù không có đau bụng. Thơm quá, thơm. Rất là thơm. Yeah. Màu đẹp. Đẹp quá. Chúng ta không làm như vậy. Đẹp quá cái nhà. Ready go. Hai corona chị là chị đi ra khỏi nước của em, nhà em tiễn chị mà chị bỏ ma cô quê mà nó ra gì đó ma cô đặt mà. Chưa quê quê giờ đóng mì quán cho cái nhà chảo kìa ha chảo nước lèo mực wow nước lèo rồi là đánh ngọt chết rồi đây đây. Oh, rớt rồi, đó là rồi. Dạ tươi còn sống, còn sống. Rồi nó nhảy ra, nó già nhảy ra nha. Bay, gọi là bay. Bay, bay, bay. Yeah, giữa với hồ nó nhảy lên ha. Sao tay hấp dẫn càng nhìn gà thì lại tay thơm to gà này thì mặc dù chặt ra nhìn mình vẫn sexy như thường. Oh wow vậy sao đây đó Lily là bếp chánh chú là bếp phụ cái phụ này ra đó phụ đó là bếp phụ bếp chánh ra đưa ra cái chén mayonnaise chứ đây không dạ. Wow để hết wow để hết không mặn phải không dạ, ok suy nghĩ là không cứ hỏi thôi mình phải đổ đều quá đừng đổ một chỗ dạ cũng đổ phải đều qua giữ chỗ thôi nhé em đi tiếc thương cho những đêm xót xa đêm tự nhiên à. Đó bự rồi đó, quá bự rồi, khi đây là tối đa rồi, lửa này là nóng tối đa rồi. Được. Đó, đã vậy rồi, nó giống chủ.
Nó giống chủ. Hả? Nó để đây cũng được, không sao, không cháy đâu. Tại vì nó cũng vô là nhôm. Đấy. Lào quá ngon. Dẫn qua chú hả? Dạ, quá hấp dẫn nha. Nãy đi công với anh Lâm đi chợ mà hai anh em vô chổng mua mà trứng cút mà quên rồi. Thôi không sao, cái là cái món này bắp chuối. Có bắp chuối nè. Nè, bánh tráng. Bánh tráng mè. Bánh tráng mè. À, đúng rồi, mè. Dạ. À, mè. Không é rồi đây rồi. Đó, rồi. Con ăn ít cái này thôi, con ít ăn bánh ít rồi. Cái này cho chú hả con? Cho chú với Lâm trước ha. Quên mua trứng cút rồi nha cả nhà, sorry. I'm sorry, nãy vô chợ quên. Dạ không, chú nó không ngon. Con nó không múc gà bỏ vô. Làm năm tô. Cô chú với là dân ra mình chưa nhiều. Nó so chút để ấn đỡ họ bỏ vô. Giảm mất cái màu này có thể nhiều hơn. Đầu tiên là vui quá. Tô này con múc cho chú. First time nấu vậy là thành công hả cô? Ngon quá hả? Mời cả nhà nha cả nhà. Sorry, nó không đầy đủ nhưng mà nó cũng ok. Thời buổi cấm ra đường nhiều, có gì nấu đó. Con sẽ bỏ tí xíu hành phi không ta? Có hành phi không con biết mà sao con ăn gì con không có nước rồi con bỏ hành phi à? Chú mua cái nhầm á, giống như muối. Cái tầm bì á, tầm bì muối chua. Thiên Lâm. Good presentation. Thank you so much. Yeah, that's sure. Thank you. Anh Lâm ăn cái gì anh Lâm bỏ rau chả vô nha. Để con làm cho chú cái nha chú. Món bún mì quảng hơi first time cooking yeah. Nha cả nhà. Đây. Yeah, mời cả nhà. Ok, mời cả nhà. Đó, bắt chú món luộc nè, rồi giá nè. Lần đầu tiên nấu. Lần đầu tiên, lần đầu tiên dòm giống xong rồi. Đã từng làm có kinh nghiệm rồi. Yeah. Thiếu trứng cút, sorry. Này, nó ngon kiểu không có trứng cút. Chú nêm thử rồi chứ, review thử rồi chứ. Review, ông chiếu ông gì kiểu ông chú chịu view của Lê Lì đây. Đó, vô. Trộn nó lên, dạ. Cho đều ha, đó, trộn nó lên cho nó đều nè. Dễ làm à. Đây, đó. Nàng thấy không có dễ đâu, công phu hết trời. Dễ thì có thể dễ nhưng mà công phu. Step by step rồi. Thơm chú. Ngon quá. Rồi. Lâm lấy kìa. Ngon quá rồi. Ngon quá. Dạ, ít chứ nha. Ngon quá. Rất là thơm. Hấp dẫn quá.
rất là lâu. Chú có phải sốt chú quan sáng? Nếu mà chú có giỏi chú rồi. Có chanh ở ngoài đeo rồi không? Chanh có dắt rồi. Con chanh lý linh đưa lý linh. Dạ cũng có rồi chú. Ớt nữa nè, ta còn ớt không? Đúng con. Dễ ăn nó lâm hả? Ừ. Ai có chanh cũng thích con không? Con trai là chỉ căn ba. Em mới học con làm cái này. Là dạ. Nướng hay là nướng? Dạ, bỏ mấy cuối á. Dạ, em mới học cái gì vậy? Cho món để mấy cuối nó giòn thôi. Bánh này nè. Hình như mình còn mấy cái. Ở cái này hình như nó nước nó ít, nó không có nhiều giống như mình ăn phở nó không riêu. Ở đó thì có thăm khúc như vậy rồi. Quá thành chưa công. Ăn màu mà mình tự mình khen mình trước đi. Quá thành công. Cái màu ra đẹp. Ăn bao nhiêu nó sự tập nó vậy chứ. Bài cũng đẹp. Tự nhiên mình. Dạ. Yeah. Sự tập nó vậy nó ngon. Nhờ ăn đấy con. Nó ngon lắm chứ nè, này tâm của anh nè. Lấy đẹp không con? Nãy ăn mì gói. Sinh viên này kêu uống trữ. Ăn mì gói. Bắt lạc bỏ vô. Chẳng có các chất vegetable mà là cải này nè, cải mà anh nói xà lách son á, son là sen, cái này là xà lách son, mì này là mì quảng, biết mì quảng gì không? Dạ yeah, chú. Hả? Dạ yeah, nói. Là mì lãng quảng. Ăn mì quảng, sứ quảng ra nó. Lãng quảng là đủ loại á, mì nào cũng có hết, lãng quảng là mì Bắc. Quá trời. Không quá phần. Tôi nhỏ nhỏ nhỏ. Ăn rau nhiều. Cô với Lily á. Con hồi nãy giờ ông lại rồi tính làm tụi cô cho con. Cho Lily cho con. Kiểu này kiểu kia. Kiểu này kiểu kia nhưng mà chưa ăn kiểu này bao giờ hết chứ. Vâng. Lại chứ. Để món không nữa nha. Của Lily heo thì nó không có dầu mỡ. Ở nhà nãy chú nói rồi, lần đầu dễ sợ nó là cũng sợ là nấu nữa. No quá cả nhà ơi, một tô mì quảng. Hôm nay lên nhà cô ăn mấy lần rồi cô? Sáng ăn chicken curry. Sáng tới ăn áo. Nguyên xong. Ăn rất biết. Ừ, ăn ăn bò, thịt bò. Bò gì á? Ung khói. Bò đút lò. Bò đút lò, chú nướng. Chú nướng. Áo. Trước khi về nấu mì quảng, đãi cả nhà, mời cả nhà, mời cô chú, Neptune. Happy Easter everybody. Happy Easter. Stay safe. Yeah. Xin chào cả nhà.